Lê Hoàng viết về Phương Thanh, ham vui một cách thái quá, hồn nhiên đến mức kinh người. Khi chuyện tình của Phương Thanh và trai trẻ đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đạo diễn Lê Hoàng đã có một bài viết dài về tính cách ngoài đời của nữ ca sĩ. Trong dịp sinh nhật tròn 49 tuổi của mình, ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ cụ thể về chuyện tình của mình với bạn trai là Doãn Chí Kiên. Bạn trai của Phương Thanh kém cô 20 tuổi, sinh năm 1993 quê Nam Định. Anh đang sống và kinh doanh thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Để xứng đôi khi đi cạnh Phương Thanh, anh chàng đã để tóc dài, nuôi râu để tăng thêm tuổi thật. Nhiều người mừng cho Phương Thanh khi sau bao sóng gió cũng có được hạnh phúc thực sự. Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã có chia sẻ chân thực về tính cách của ca sĩ Phương Thanh. Qua đây, fan thêm hiểu về tính cách của nữ ca sĩ ngoài đời. Cách đây phải hơn 17 năm, vào khoảng năm 95, tôi hay thấy một cô bé, hồi đó Phương Thanh là cô bé, còn Lê Hoàng là teen, tới hãng phim Giải Phóng. Đơn giản do chỗ ấy có một hãng làm băng đĩa ca nhạc, và người mà các ca sĩ muốn gặp là đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Phương Thanh chả gây ấn tượng gì đặc biệt với tôi, nói riêng, và hình như các trai trẻ nói chung. Vì lúc đó da nàng không trắng, chân nàng không dài, và một vài thứ của nàng cũng không to. Nhưng khi nàng cất tiếng hát, ấn tượng rung chuyển cả phòng. Có lần đứng cạnh nàng ở sân, tôi bảo, em sẽ trở nên nổi tiếng. Trong cuộc đời tôi chỉ nói câu đó với hai người là Thúy Nga và Phương Thanh. Lúc đó nàng không chú ý tới lời tiên tri ấy lắm. Có lẽ vì hai lý do. Một là nàng biết thừa điều đó, hai là vì lúc ấy tôi không đẹp trai bằng bây giờ. Dù thời kỳ của Phương Thanh, các ca sĩ không có PR, không có quảng cáo, không có scandal và cũng không có để vịnh vào như bây giờ. Tiếp xúc với Phương Thanh bên ngoài, khó đoán cô là ca sĩ ngôi sao. Bởi nếu như vẻ đẹp trai của Lê Hoàng đập ngay vào mắt người xem, thì giọng hát của Phương Thanh phải đợi lên sân khấu hoặc ở trong xe mới biết. Có lần ngồi trong xe nghe Phương Thanh từ trong đĩa CD các tiếng hát bài Xin Làm Người Hát Rong, một tên dốt nát về âm nhạc như tôi cũng phải nổi da gà ở tất cả những vị trí chả liên quan gì tới gà. Có một thời kỳ Phương Thanh và Lâm Trường làm mưa làm gió trên sân khấu. Từ một cô gái nghèo, Phương Thanh bỗng nhiên có khả năng vào tiệm Milano mua đồ không theo món mà theo gian hàng. Nhưng khác với các nữ nghệ sĩ khác, dù có nhiều tiền đến đâu, Phương Thanh cũng chả quan tâm lắm tới đồ đạc. Một cái túi xách đắt tiền nàng coi như giỏ cá khô, vo viên hoặc cắp nách nhầu nát. Quần áo nàng nếu không phải trên sân khấu thì hình như chỉ khoác cho xong. Ăn uống cũng vậy, nàng có khả năng nhậu ở vỉa hè ngay trước khách sạn 5 sao. Điều nổi bật nhất của Phương Thanh là sự hồn nhiên đến mức kinh người, không khéo nhất Việt Nam. Nàng sống ào ào, yêu thương rồi chửi bới ào ào. Có đứa kể rằng không thiếu gì những buổi tối Phương Thanh rủ cả đám bạn đi ăn khuya. Đồ ăn vừa dọn ra thì nàng có điện thoại, thế là nàng ôm máy nói suốt cho tới lúc tiệc tàn. Nàng quay lại trả tiền cứ như đã ăn no. Nghe nói có những lúc hóa đơn điện thoại của Phương Thanh đủ mua một căn hộ có cả một anh người mẫu bên trong. Nếu bạn đang ngồi, thấy một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại, một cánh cửa êm ái mở ra, một bàn chân trắng muốt đi giày cao gót kiêu kỳ bước xuống, thì chắc chắn đó không khi nào là Phương Thanh. Phương Thanh phải từ đâu không biết, có khả năng từ xe ôm hoặc xe ba bánh, hớt hải chạy ào tới chỗ bạn, vừa thở vừa chửi rủa chuyến máy bay hạ cánh muộn. Trong công việc cũng như trong quan hệ, Phương Thanh ham vui một cách thái quá. Xem đá banh khuya là nàng, mặc quần đùi chạy trên sân là nàng, đánh nhau trên vỉa hè là nàng và trồng cây chuối trên sân khấu cũng là nàng. Phương Thanh cũng chả hơi đâu tỏ ra dễ thương hay hiền thục. Có người quả quyết với tôi rằng rất nhiều khi một tay nàng cầm mic để hát, một tay cầm cái búa giấu sau lưng. Khán giả nào chạy lên sàm sỡ, nàng nện ngay. Ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn có khoa tai nạn xe hơi, khoa tai nạn lao động và khoa Phương Thanh đánh, lúc nào cũng đầy bệnh nhân. Nhìn chung Phương Thanh sống bình dân, không hề câu nệ, không khư khư giữ hình ảnh ngôi sao. Nàng như bà lao công trên sân khấu ca nhạc, chỉ biết hát hết sức lực, rồi sau đó quần quật chơi và quần quật yêu. Nàng tận hưởng hạnh phúc một cách vất vả và bừa bộn, không quan tâm tới sự tư duy. Khả năng gần gũi của Phương Thanh là vô tận, nhưng coi chừng nàng cũng có khả năng cáu bất thình lình. Có lần tôi chở Phương Thanh bằng xe máy, nhưng không có mũ bảo hiểm. Nàng cười hề hề và hét, cứ đi đi, ai dám thổi em. Quả đúng thế thật. Phương Thanh, tôi và Doãn Chí Kiên rất hợp nhau. Phương Thanh nói Chí Kiên,
chàng trai 9X đóng MV của chị hiền lành ân cần khiến cả hai hợp nhau. Ngày 29 tháng 5, Phương Thanh họp fan tại thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, ca sĩ nói về Doãn Chí Kiên, người vướng tin đồn có quan hệ yêu đương với chị gần đây. Trong buổi họp fan, sau khi biểu diễn vài tiết mục, Phương Thanh mời Doãn Chí Kiên lên sân khấu để giới thiệu với khán giả. Ca sĩ cho biết khi tìm kiếm diễn viên đóng MV, chị thấy hình ảnh Doãn Chí Kiên trên TikTok và thốt lên: "Ôi, đẹp trai quá." Sau đó Phương Thanh nhờ ekip tìm kiếm anh, đặt vấn đề hợp tác với anh. Phương Thanh nói, trong nghệ thuật không có cảm xúc với nhau không thể làm việc. Chí Kiên nhẹ nhàng, dịu dàng, rất hợp với tôi. Tuy nhiên, để định hình mối quan hệ cần có thời gian. Khi nào thành sự thật tôi sẽ chủ động thông báo, chứ không để bị đồn đoán này nọ. Theo ca sĩ, tin đồn hẹn hò khiến Doãn Chí Kiên có thể bị áp lực, trở nên ngại ngùng khi cả hai hợp tác. Mọi người cứ xem Kiên là bạn trai trong nghệ thuật của tôi trước, rồi mọi chuyện tôi từ từ tính sau, ca sĩ nói. Sau khi Phương Thanh giải thích, Chí Kiên hát một ca khúc dành tặng mọi người. Anh chọn thể hiện bài Ai Chung Tình Được Mãi của Đinh Tùng Huy với chất giọng trầm ấm. Trong lúc bạn trai tin đồn biểu diễn, ca sĩ bắt nhịp để anh có tiết mục trọn vẹn. Trước đó, tối 27 tháng 5, trong đêm nhạc của Phương Thanh tại Đà Lạt, Chí Kiên lên sân khấu tặng hoa cho nữ ca sĩ. Chị cũng liên tục tung hình ảnh bên Doãn Chí Kiên trên trang cá nhân, làm dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò. Doãn Chí Kiên sinh năm 93 tại Nam Định, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh và kinh doanh thời trang. Anh cao 1m8, điển trai, mái tóc dài lãng tử. Phương Thanh quê Thanh Hóa, sinh năm 1973, nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Chị chuyên dòng nhạc pop rock với chất giọng khàn, gắn nhiều bản hit như Khi Giấc Mơ Về của Đức Trí, Giá Từ Dĩ Vãng của Nguyễn Đức Trung, Trong Vắng của Quốc Hùng. Ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ Mướn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Nụ Hôn Thần Chết, Hot Boy Nổi Loạn. Hiện chị là mẹ đơn thân với con gái là bé Gà, năm nay 17 tuổi.